Hello, xin chào các bạn và tất cả các em. Không biết là sức hút của thầy có chiến thắng được nồi Quỳnh Úp Bê hay không, nhưng mà đây là một trong số những skin cực kỳ kinh khủng của thầy, giúp cho team mất gốc có thể lấy lại được gốc cực kỳ nhanh. Skin có tên là hôm nay là skin 003. Trong chuỗi skin skin 003 này là skin xác định cực kỳ nhanh đồng phần với tốc độ cực kỳ cao. Skin này mang tên là skin đồng phần. Dĩ nhiên, skin này sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ nói về tìm đồng phân của bọn. Hôm nay chúng ta chỉ nói về tìm đồng phân của ancol, anhydride, ceton và axit thôi. Rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi cái video livestream này của thầy thì nhanh tay giúp thầy share lại video livestream lên trên cá nhân, cũng như tất cả các bạn và các em ở trong video livestream này. Chào tất cả các em, chào không biết gì. Chào tất cả các bạn em. Thì như các em đã biết thì như thầy đã đăng ở trên trang cá nhân thì hiện tại thì có khá nhiều bên copy những cái chuỗi livestream cũng như những nội dung của thầy share lên trên trang cá nhân về để làm vào những cái vấn đề mà nó không được chính xác và không được chính thống cho các em. Như vậy để hạn chế những điều đấy thì bắt đầu từ bây giờ thì những cái video livestream của thầy sau khi mà thầy livestream xong ấy, thì thầy sẽ trực tiếp cho thầy xóa đi. Thì những bạn nào mà muốn lấy lại được các cái buổi livestream của thầy, video livestream thầy thì em có thể là inbox trực tiếp cho fanpage nhé. Inbox trực tiếp cho fanpage này để mà từ đó thầy có thể gửi lại bài cho các em là ok ngay nhé. Thứ hai nữa là thầy cũng muốn nói với các em nữa, đó là cái chuỗi livestream này, skin 003 này của thầy là của chương trình lớp 11 và lớp 12 các em nhé. Cả lớp 11 và lớp 12 đều có thể học được. Đấy chưa? Thế thì hoàn toàn là rất là tốt cho tất cả các bạn và các em. Nào, ok chưa? Sẵn sàng chưa các em ơi? Thực ra thì biết là bây giờ các team 2K2 bây giờ đang rất là mệt mỏi với cái này, các cái skin này. Thế nên là thầy mới thực hiện chuỗi skin này để mà cho chúng ta cùng có thể học giỏi vùng văn hóa hơn. Mình bắt đầu nhá. Skin 003. Trước khi để làm cái skin này, các em hãy giúp thầy nhanh tay share lại video lên trên trang cá nhân cũng như tag tất cả các bạn của em vào trong video livestream này nhá. Mình có này. Đầu tiên này, các em phải nhớ cho thầy. 3 4 5 2 4 8. Ok chưa? Nhớ thầy nhá. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8 nghĩa là gì? C3H7 thì có 2. C4H9 thì có 4 và C5H11 thì có 8. Chào Nguyễn Bá Thanh Minh, chào tất cả em. Nguyễn Bá Thanh Minh cũng phải học đấy. Học theo đi em. Nguyễn Bá Thanh Minh học theo đi nha. Vậy bây giờ này, thầy có này. Ví dụ số 1 này. C3H8O có bao nhiêu đồng phân ancol? Đây là một trong số những cái chiều scan rất kinh khủng của thầy khi dạy ở các trung tâm offline với số đông từ 100 cho đến 200 bạn. Và ngày hôm nay thì thầy muốn share cho tất cả các bạn mà đã và đang theo dõi của thầy lên trên trang cá nhân. Đó là một cái món quà mà thầy muốn dành tặng cho các em. Trần Thủy Nguyên, nếu mà chưa học được thì em cứ theo dõi đi. Không hiểu gì vẫn ok. Thế mới kinh điển. Nha. Thì rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em share lại về lên trên trang cá nhân cũng như tất cả các bạn của em vào trong video livestream này. Và thầy nhắc lại là các skin của thầy, bây giờ thầy cố định nha, lịch livestream skin cố định là vào tối thứ hai và tối thứ sáu lúc 21:30, và thầy chỉ livestream có 15 phút thôi, nên các em chú ý và theo dõi. Livestream xong thầy còn xóa video cơ, nên chỉ có học trực tiếp được ngay thôi. Ok, mình bắt đầu nhá. Chưa thấy bạn nào comment có bao nhiêu đồng phân ancol. Nó này. Thầy nhẩm nhanh cho các em nhìn. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2. Kinh chưa? Giờ thầy vẽ các em nhìn tại sao có 2 nhá. C3 này. Hoặc OH cắm đây này. Hoặc OH cắm đây này. Đúng 2 chưa? Rất kinh điển. Tiếp tục nhá. Ví dụ số 2 nào.
C4H10O có bao nhiêu đồng phân ancol? C4H10O có bao nhiêu đồng phân ancol? Nào các em share liên tục đi, share về trên trang cá nhân, xong tắt tất cả các bạn của em vào trong cái chuỗi video live stream skin này của thầy. Bởi vì tí nữa live stream xong thầy sẽ xóa video live stream, nên là cần phải share. Nếu mà không share, thầy các em ấy, có nhiều bạn đang ở trên UA của thầy đang hỏi là thầy live stream ở đâu, các em giúp thầy share vào trong các nhóm cũng như tag tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhé. Không, các bạn đã không biết là thầy đang live stream ở đâu ấy, nhiều bạn không biết lắm. Được chưa? Mình bắt đầu nhá. Tiếp tục nhá. 4, rất tốt. Chính xác, 4, 3, 4, 5, 2, 4, 8 à. 4 có 4. Let's go. Chính xác, 4 đồng phân ăn cồn. Thầy có này. 1, 2, 3, 4. Hoặc OH đính đây. 2, 3, 4. Hoặc OH đính đây. 1, 2, 3. Hoặc OH đính đây. 1, 2, 3, 4. Hoặc OH đính đây. Vậy có 4 đồng phân. Rất tốt. Chúng mình tiếp tục nha. Ví dụ số 3. C5H12O có bao nhiêu đồng phân ancol? Các em xe mạnh lên, các em xe nhiều à, xe thật mạnh vào. Thế là skin một trong số những skin cực kỳ kinh khủng. Và chỉ những bạn nào xem ngay bây giờ thì mới học được thôi, còn những bạn nào không xem được, bởi vì nó là rất khủng. Có nên là rất bị nhiều người tốt, không biết gì, rất tốt. Rất tốt em, Nguyễn Thế Khải rất tốt. Let's go. Tiếp tục đi, Lê Ngọc Duy, ba bạn trả lời đúng rồi. Chính xác, 345 248 5 có 8 đồng phân ancol. Ta thấy chữa nhá. Nhìn tại sao nó có 8 này. 5 dài quá rồi thì đánh số, nhóm H cắm đây. 1 2 3. Đúng không? Hoặc nhóm H cắm vào đây. 4 5 6 7. Hoặc nhóm H cắm đây. 8 8 8 8. Đúng có 8 đồng phân chưa? Rất tốt. Đừng chơi công thức Lê Ngọc Duy ạ. Nếu mà Lê Ngọc Duy mà chơi công thức thì sao mà ST là em tèo luôn đấy. Đừng dùng công thức nha. Hãy dùng 3, 4, 5, 2, 4, 8 thì mới kinh khủng. Tiếp tục, xong ví dụ số 3 rồi. Rồi mình sang ví dụ số 4. Nguyễn Công Thành, chào Nguyễn Công Thành. Nguyễn Công Thành, skin này, Nguyễn Công Thành vừa nói là skin này chỉ ứng dụng cho no. Chính xác, skin này do thầy xây dựng lên, nó 3, 4, 5, 2, 4, 8 để ứng dụng cho no. Nhưng với gốc không no thì ta có 3, 4, 5 và các số khác, Nguyễn Công Thành nhé. Các cô số khác như nào phải theo dõi thầy thật nhiều thì các em mới biết được nó như thế nào. Thầy sang ví dụ số 4 này. C4H8O có bao nhiêu đồng phân aldehyde? C4H8O có bao nhiêu đồng phân aldehyde? Wow. C4H8O có bao nhiêu đồng phân aldehyde? Let's go. Tốc độ lên các em ơi. Chậm quá đi. Skin này cực kỳ kinh khủng luôn. Skin ra thì rất rất nhiều bạn. Nguyễn Thế Khải 4, Sinh Quách hiện tại đang bị sai hết rồi. Chưa thấy bạn nào đúng. Thầy đang chờ đợi một bạn trả lời đúng thôi là thầy sẽ giải cho chúng ta. Biết lý do tại sao nó... 2, chính xác. Nguyễn Thế Khải, 2, chính xác rồi đấy. Tại sao nó lại là 2? Anhit nhóm chất đặc trưng là chó. Anhit nhóm chất đặc trưng là chó. Vậy để nhóm chất đặc trưng nó là chó ấy, thì ta sẽ có là gì? C3H7 chó. Vậy mình có 1, 2, 3 này, chó cắm vào đây này. Hoặc là 1, 2, 3 chó cắm vào đây này. Nếu cắm vào vị trí này thì trùng vị trí này, nên chỉ có 2 được em ạ. Tốt, lên được 41 bạn rồi. Thấy khá là vui khi mà buổi tối hôm nay lên được 41 bạn với skin 003. Các em cố gắng share thật nhiều, tag thật nhiều các bạn vào trong video live stream này để mà các bạn cũng có thể học được các cái skin này của thầy. Tiếp tục nhé, bởi vì thầy khá là vui nên thầy cho chúng ta tiếp tục sang ví dụ số 5. Nào, C5H10O có bao nhiêu đồng phân anhydride? Nào, lại chờ đợi một bạn comment đáp án đúng đầu tiên. Hello. Ví dụ 5. Có bao nhiêu đồng phân anhydride?
Chỉ có 42 bạn hiện giờ học thì biết được skin này. Và skin này cực kỳ kinh khủng. Nếu các em mang skin trên lớp, được ứng dụng cho tất cả mọi loại đồng phân. Nhưng hôm nay thầy hướng dẫn cho chúng ta với hai loại đồng phân chính là Ancol và Anehit. Buổi mai thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta với đồng phân trọng tâm của lớp 12 là ST. Minh Khoa, tốt. Minh Khoa 4, chính xác. Đinh Xoa đúng, chính xác. Nha, nhìn này. Ta có này, C5H10O này. Anehit. Vậy là chuyển thành C4H9CHO. Vậy mình có mạch C4, 1, 2, 3, 4. Trục đối xứng, hoặc một con chó cắm đây, hoặc một con chó cắm đây. 2, 3, 4. Hoặc một con chó cắm đây, hoặc một con chó cắm đây. Vậy tổng cộng có 4 đồng phần. Rất tốt, rất chính xác. Đấy. Giờ mình sang bot của tối ngày hôm nay. Ví dụ số 6. Ví dụ số 6. Rất mong tất cả các bạn đã đang theo dõi video live stream này, share lại video live stream này trên cá nhân nhá. Câu ví dụ số 6. C6H12O có bao nhiêu đồng phân an để hít? Quá dễ hiểu. Thế thì thầy mới dạy được cực kỳ nhiều team online và team offline. Các em nên nhớ rằng là những buổi live stream của thầy các em cần phải trân trọng và cần phải share thật nhiều, nếu không thì là sẽ out. Nguyễn Công Thành chính xác, 8. Phạm Thành Phạm Tuấn sai mất rồi. Vũ Thị Thu Hường sai mất rồi. Các em chú ý nhá, tối mai, tối mai vào hồi 21 giờ sẽ là live stream. Thầy viết nhầm live stream. Live stream chữa đề, chuỗi live stream chữa đề học kỳ 1 lớp 12 vào lúc 21 giờ 00. Được chưa? Ok chưa? 8 chính xác. Nhìn nhá. C5H11CHO em nhìn này, 3 4 5 2 4 8, 5 có 8. Vậy có 8 đồng phần. Thầy vẽ ra nhá, mạch C5. Trục đối xứng 1 2 3. Tiếp tục. Mạch C4 4 5 6 7 và cuối cùng mạch C5. Tám. Ok. Nguyễn Đức Anh, em vừa vào xem chả hiểu gì. Những bạn nào mà vừa vào xem mà không hiểu gì thì inbox cho fanpage để thầy gửi cho toàn bộ cái các cái video skin nhá. Ok, bot của tối nay đã được săn là có 8 đồng phân. Chúc các em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Tất cả mọi thắc mắc của em sẽ được lại giải đáp qua fanpage của thầy chính thức. Các em hãy inbox về fanpage nha. Và chào em, hẹn gặp lại các em vào skin 004. Skin 004 vào tối thứ hai nhá. Sorry, tối thứ sáu lúc 21 giờ 30. Còn ngay ngày mai, tối mai lúc 21 giờ 00, tối mai sẽ là chữa đề thi học kỳ 1 của lớp 12. Hello, bye bye, chào tạm biệt.